Rồi con chào chú Thanh. Hôm nay anh em Sogo ghé thăm lại vườn của chú Thanh. Thì bữa nay là đang cắt trái hả chú ha? Đang cắt đó. Dạ. Bữa giờ là chú cắt được mấy dâu, là sản lượng ở trên vườn là nó được bao nhiêu tấn rồi chú? Bây giờ như vậy là cắt dâu này là dâu thứ hai. Dâu Nhưng thứ mà hai. cũng được 20 mấy tấn nữa. 20 mấy tấn. 26, 27 tấn nữa. Dạ. Chú cháu cũng tin tưởng với nhau và theo chú cũng theo cái quy trình của Sago từ cái lúc giai đoạn mắc cua chú ha, mình dưỡng bông rồi mình nuôi trái nhỏ tới giai đoạn trái lớn và cho tới ngày hôm nay là coi như là mình đang thu, và chắc có thể là ngày hôm nay và một dâu nữa là chắc là nó sạch ha. Ngày hôm nay là cắt sạch luôn chú ha. Cắt sạch luôn ạ. Dạ. Thì sau khi năm nay là chú bán được giá bao nhiêu chú hè? Tức là đầu thì cọc giá 80 đó. Giá 80. Sau là cái giá nó có hơi bấp bênh thì nó xuống còn 75. Dạ. Đấy, Nhưng mà so với cái mặt bằng chung thì con thấy là cái so với cái giá của một số bà con bán thì như cái vườn của chú là được cái giá cao hơn đúng không chú? đúng rồi, giá ở Dạ. đây mà cái giá cao nhất là 70. Dạ. Nhưng mà mình thì được 75. Dạ. Nó xin mình nắm giá là vì lý do là giá cả hơi bấp bênh thì người Dạ. ta có xin mình đi bớt nắm giá. Cái giá của mình nó cao là cái yếu tố như thế nào chú? Là về Thật về sự ra cái là mẫu mã trái dạ, của mình mình nó đi đẹp. chú, anh em đang cắt này chú. Dạ. Mẫu Mẫu mã mã trái. này thì nó trái nó Dạ. đẹp. Mặc dầu nó nhỏ nha. Nó Dạ. nhỏ như thế này nhưng mà nó vẫn tròn đây này. Dạ. Thái thì nó vẫn tròn như vậy là được rồi. Dạ. Tức là nó ở đây chỉ vẹt vương lại. Cái À. số này là số vẹt lại. Cái lứa này là cái lứa vác đây phải không chú? Giao hai đó, Dạ. giao hai đó. Mà như vậy thì con thấy ở trong này nó có cái quả nào loại đâu. Dạ. Đấy, thấy nha. Đấy, là 2, 4, 6, 7 quả. Đấy, 7 quả Dạ. này là nó đã ok rồi, đúng không? Dạ. Như bây giờ ở đây này. Đấy, tức là có cái quả này là hơi hơi xấu nhất. Dạ, cái quả đều đi. À, quả Dạ, này nhưng mà học nhưng mà nó không không vẫn không có ok phải đẹp. không? Trái này là Dạ, nó cái đã đủ đủ kỹ rồi đó. Một Dạ. kỳ 8 là đủ rồi. Đấy. Đấy. Về cái trái cái mẫu mã như thế này tới giai đoạn thu hoạch mà nó gai như thế này với là cái da như thế này thì chú thấy như thế nào chú? Ok quá mà. Dạ. Gái này là cái nhím này. Gai nhím ha. À, trái Dạ. thì là vừa cân này, vừa 4 kỳ 3 kỳ là có đều này. Dạ. Giống như trái này cũng là 4 kỳ đây này. Cái trái này thì bây giờ Cái tầm từ 3 tới 4 ký chú hả? 3 kỳ Được 4 ha. kỳ. Dạ. Một kỳ 8 kỳ 9 hết đây này. Nhưng mà cái lửa này là lửa vẹt vương. Dạ. Còn cái lửa đầu là người ta lửa là trái đẹp nữa. Ừ, cái lứa đầu thì cũng tiếc quá, cũng không không xuống kịp, mà chắc lứa sau đây vừa rồi chắc nó ăn trở lại cho nên là nó tranh thủ nó cắt cũng nhiều chú hả? Không, có nghĩa rằng là thì đúng rồi, Dạ. thị trường nó cũng đáng trở lại bình thường, nhưng mà vấn đề ở chỗ là sầu riêng mình nó cũng tới vừa vừa đủ ngay. Dạ vừa đủ ngày. À, mặc dù giá cả như thế nào thì không biết, nhưng mà vấn đề là nó đủ ngay là mình phải cắt đó. Chú cho con hỏi thăm cái là về cái tổng thể là tức là cái giai đoạn mình nuôi trái thì chú cháu mình cũng bảo là để chờ cả một cái quy trình đi, nó sâu tới cái giai đoạn cắt trái, khi nào cắt trái là mới bảo gọi là ổn hay không đó. Thì bữa nay là gọi là coi như là cái dâu cuối đi, là cái dâu hai rồi đó, là gọi là vác vườn luôn. Thì tổng quan của chú là sau khi ví dụ như là từ cái dàn cây dàn lá, ví dụ như mình thu hoạch xong dàn cây như thế này và cái mẫu trái năm nay thì chú thấy là ví dụ như theo quy trình sao cô thì chú thấy có những cái gì đặc điểm gì không chú, cái nổi bật gì trong cái vấn đề mà trước giờ chú chăm sóc không? Nếu mà so với những các năm á Dạ. thì đối với mẫu trái này là nó xanh gai này, Nó xanh gai hơn hả chú? trái nó cân đều này, Dạ. nó cân đều này, cái học này nó dài cân đều hết, Dạ. thành ra là so với năm nay là thấy là nó đạt hơn cái vấn đề đó. Dạ. Thì hai nữa nó cũng bị eo cái đoạn này nhiều, đúng không? Thì vì là nó xanh gai, cái màu gai Dạ. nó rất là đẹp, Cái nên là lứa đầu chắc là đẹp hơn nữa chú hả? lửa đầu thì tất nhiên là Dạ. người ta À, chọn được cái mình mẫu. tới tiếp là mình coi anh em đang 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 cắt trái rồi chú. Dàn cây mà tới giai đoạn mình thu hoạch như thế này thì cũng ổn chứ chú ha? Lá nó vẫn còn xanh, vẫn còn khỏe không chú? Khỏe. Dạ. Thì nhờ lá nó khỏe nó mới nuôi được trái như vậy đó. Dạ. Là do ngày hôm nay là tính khoảng ngày hôm nay mà cắt này nữa thì khoảng được bao nhiêu tấn rồi chú? Như vậy là 27 tấn rồi. 27. Hôm nay chắc được 7 8 tấn nữa không? Ngày nay chắc là 8 tấn. Dạ 8 tấn. 35 tấn.
cắt ra là tối họ cắt. Tối không, chiều nay họ về. Vì ngày hôm qua là cân về cũng tối quá cho nên là ngày hôm nay họ mệt quá họ lại ở nhà. Sáng nay họ gọi vào là thôi thì chủ kêu người cắt giùm họ. Dạ. Rồi bắt đầu là chiều họ cân. Dạ thì tới giai đoạn thu hoạch mà đánh giá tổng thể của chú Thanh như vậy thì con cũng rất là cảm ơn, cũng hy vọng xong cái giai đoạn phục hồi thu hoạch xong cái chú cháu mình lại tiếp tục bắt tay vào một cái vụ mới cùng với lại Sago. Năm nay thì chắc là chú cũng có những cái phần hài lòng nhất định rồi, thì cũng hy vọng năm tới mình làm ngay từ đầu để mình phục hồi, mình ấy lại vườn để mình làm tiếp tục một cái quy trình nữa chú ha, theo quy trình Sago chú ha. Thì qua đây thì anh chú cũng thay mặt anh em người nông dân cũng cảm ơn công ty Sago vừa qua cũng cho những cái sản phẩm mà phải nói là làm mình đạt hiệu quả, đạt hiệu quả cao trong vụ mùa như vậy. Mình, người nông dân thì chỉ biết như vậy thôi, đạt là được rồi. Cảm ơn. Mà chú con với chú cùng đi tới cái cây mà chú bây giờ là thu hoạch cũng gần như là tổng thể vườn, nhưng mà có cái cây là để lại cho anh em Sago đó, nguyên một cây là chưa cắt đúng không chú? Rồi, coi một cái cây nó chưa cắt thử đi. Rồi mình đi. Một cái cây mà nó chưa để lại cho Sago mà chưa cắt trái. Bây giờ mình tìm cái giáo luôn. Không coi chưa. Chắc để mấy anh kia anh cắt đi. Mấy anh kia cắt. Nãy giờ con có nghe mùi nó thơm như có trái chín rồi. Ở trong đó đây nó còn có. Chủ bây giờ nó cái mùi nó quen mùi rồi, ít khi nghe cả. Con là tại vì ít tiếp xúc cho nên con nghe mùi, con thấy có nghe mùi thơm. Cái bữa mình làm dấu ở đâu chú hả? Đến dưới kia. Bây giờ cái phi thuộc Sago mà sao nó đầy vậy rồi kìa. Dạ. Đầy hết phi chưa? Đấy. Chú giữ lại phi để thu hoạch trái xong là mình tiến hành mình rửa vườn là con mua bia xuống để con đổ vỏ chai luôn nha. Con đổ vỏ chai xuống chú cháu mình rửa vườn luôn. Ủa mấy cây này là sạch sẽ hết rồi chú hả? Sạch rồi. Người ta cắt sạch rồi mà. Cây mình để lại đó. Anh Thái nào anh thấy nhiều trái của anh cắt bớt hồi sau giờ không thấy trái đâu hết. Đấy. Cây nào cái chú hả? Dậu kia. Cái đằng trước đó. Cây này không nó chú? Nó xanh đẹp quá thì anh đang thấy trái. Đúng rồi. Đây nè. Đây. Đấy. Đây là cây để lại Sago đây. Cắt cột giờ vậy rồi thì ai mà dám cắt của mình. Đây là cái cây mà chưa cắt đây, để lại để cho nó chín tự nhiên đây. Đây. Dạ. Đây này. Đây. Cái trái như vậy thì mẫu trái này thì có ok không? Trời ơi, nó dư là trái rít sáu. Đúng không? Nó như trái thì sáu Nhưng mà nó cắn tới đỉnh nó nở đến sạc nút nó này. Dạ. Nút này nó băng luôn. Gài nó đẹp quá. Gài mà đụng vô nhọn. Đúng không? Dạ. Trái mà cắn đổi vậy. Ồ, tuyệt vời quá rồi. Giờ xíu nữa là nhờ các anh. Trái này về nó để từ nó chín rồi. Hai trái cành dưới ha, hai trái cành dưới mà được như thế này. Đấy, trái này mà đi làm màu thôi. Dưới con gái quá chuẩn luôn. Quá chuẩn hai trái dưới, mấy trái trên đẹp nữa. Không mà nói thật ra bây giờ mình nói này. Thôi này, trái nó không quay không chế ngà nào. Mấy trái dưới. Cái này là chín tự nhiên hết được cái chú ha. Được rồi. Rồi cho mình chơi luôn. Đấy. Dạ. Bây giờ trời ơi. Nhưng mà mình để dài nhưng mà vẫn rất đều ở đó. Lại Dạ. Là người ta cắt ở xuống ngay cái đĩa này này. Dạ. Nhưng bây giờ mình để về ăn là mình cắt thế này. Dạ. Cắt thế này chừng nào nó rùng cái cuộn này gọi là nó chín thơm rồi. Dạ là đúng bài rồi. Dạ là xíu nữa là mình chỉ gọt ở trên này chừng nào mà nó rớt cái này là cái ok. Cái đĩa đó là nó chín. Dạ. Nó tròn hiểu chưa? Tròn vo. Trái này thì kia này thì mình khoảng 60 trái thôi chú hả? Hơn chứ. Hơn không? Cái này mà bây giờ tí nữa để nhờ đứa nào nó chụp nó xuống. Dạ rồi con rất cảm ơn chú. Xuống nữa chắc này nhờ mấy anh em đang cắt trái bên kia xong có qua cắt cây này luôn. Rất là cảm ơn chú. Hy vọng là xong rồi chú cháu mình là tiếp tục và cũng nhờ chú là
hỗ trợ khuyến cáo cho bà con. Rồi. Sau một cái vụ mùa mà mình đã đủ tin tưởng như vậy thì tiếp tục mình sẽ nhân rộng cái này ha, cho bà con ở trong cái các hộ sinh viên của mình. Dạ. Yeah.